sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay ông nội sâu gói chưng cả nhà nhá. Ba đời. Bố của bố. Bố của con. Con của bố. Cả nhà có bánh trưng mừng nhá. Sao nhá. Đây mà lấy cho miếng giấy. Mọi người ơi, trắng muốt này. Nếp này. Kia là đỗ xanh này. Đỗ. Làm sạch hết đấy, vỏ thì ngoài rồi. Giấy tây súng đục đi đâu đấy? Đây. Cái sâu à? Sâu. Ngồi đây với ông nhá. Năm đầu tiên là sâu được đi xem ông nội gói bánh trưng. Gói bánh trưng gia truyền. Gói đây ông truyền nhà. Trong cái mặt nhòm. Này gạo lếp đỗ này thịt kê còn trình bày hoàn cảnh gì nữa. Chào anh ấy đang nhìn trong nhà xem có gì đấy. Không cái Tết nguyên đán của Việt Nam mình thì không thể nào mà thiếu được bánh trưng. Hôm nay thì ông rồi bố rồi ông con ơi. Của bố ba đời sẽ đi đi gói bánh trưng. Bố mình thì sang đi học nghề, còn sâu thì sang đi làm quen. Làm quen với công việc của anh Trưng. Úi ôi ô tô. Ô tô mang đây để chở bánh hả? Chở bánh cho ông. Có phải không? Thì công cuộc ngày hôm nay là sẽ là công cuộc cắt lá rong mọi người ạ. Bước đầu tiên, nhà mình sẽ chọn những cái lá rong mà nó tươi, nó đẹp. Nó cũng không được to mọi người ạ. Tại vì là nhà mình gói vào khuôn. Mọi người nhìn sâu kìa. Ấy, đại ca sâu. Ê, buồn ngủ, em buồn ngủ à. Đây cầm cái này nữa, hai cái vụt nhau cũng xem nào. Thích bế lên à, không thích người à. Lại lần đầu tiên nhìn thấy. Sau thì sang năm là sẽ nói được mọi người ạ. Bây giờ đi chạy nhảy rất gói ngoan. Gói xong rồi luộc đêm nay trông bánh trưng. Đêm nay sẽ là một ngày trông bánh trưng. Đấy, giờ là công việc là rất tiếc là mình quấn lá bánh này. ngồi cho đủ đội hình. Đâu ngồi bố ngồi học ngọc học nghề. Đấy. Ông mà sâu ở đâu truyền nghề đâu. Máy tai rồi, máy tai rồi. Dưới tai. Dưới tai. Đây con, ô tô đây. Cái gì đấy? Mọi người chú ý xem sâu quay này.
cho đấy, quả đấy, đi. Đang nhìn. Đấy. Ê. Chứ phải nói cái gì cũng biết. Nhìn bố. Đây mọi người nhá, giờ đang cung việc cắt lá. Bánh, cắt lá để cho vào khuôn cho vừa. Cắt lá cho khuôn cho vừa. Đây, thịt mỡ thì bên mình sẽ có ướp muối và ướp tiêu và để khô ráo nước. Còn gạo nếp này không phải là cứ cho vào được đâu mọi người ạ. Cái này ông còn phải ủ, phải ngâm nữa. Đấy, sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ, mọi người có thể nhìn thấy cái viên ngọc trời này. Trắng tinh. Chưa biết gói bánh chưng thì xem video xong biết gói luôn. Kia là đỗ vàng. Thế cũng phải. Ông dạy được gói bánh chưng. Cũng phải học giản đấy. Công đoạn 1. Mình chịu chết. Thằng này cái gì có vẻ không thích học gói bánh chưng. Mặt khó chịu lắm. Trông cái mặt làm sao ấy. Cái mặt trông chát kìa. Chát đi thôi rồi. Đấy gì ra. Liếc à. Chát đi thôi rồi đấy. Ngày tư ngày Tết mà lại buồn ghê. Đang bảo là sâu đang nghĩ trong đầu là không biết năm nay được bao nhiêu tiền lì xì. Bao nhiêu tiền mừng tuổi. Á, à, nghe thấy phát là tay đẩy vào lạc ghế lên. Ghế lên. Đấy mẹ xem, mẹ học ông món bánh chưng đi. Đây mọi người nha, sẽ cho bánh chưng vào khuôn. Bắt đầu cho lá vào khuôn. Đúng rồi. Cái bông gói xong cái cho mình nha. Bố tự ảnh sợ nó có méo mó đâu. Ờ, chị gành ngói này tao chịu chết. Thì bố về phải học thì con mới học được theo chứ. Gọi gia truyền rồi đấy. Phải không ông? Đấy, mọi người nhìn thấy này. Đây đang xếp lá để cho vào khuôn cho vuông. Lát nữa sẽ ra bánh chưng sẽ vuông các cạnh. Các cạnh đều bằng nhau. Một cái góc bánh chưng kia là vuông 90 độ ấy. Anh chưng đâu? Anh chưng đâu nhỉ? Em ơi! Gói một cái xong cho sâu xem là... Cho sâu gói. Ôi giời, trường mặt nữ hán kìa. Ui giời. Trời. Biết rồi. Sáng nay nó biết làm sao? Chưa uống sữa. À, ôi ơi, cau mày ơi. Đâu, sáng em cho uống nhưng mà hán uống. Cái mặt kìa. Nhìn cậu bạch thôi rồi. Đấy là cái môi còn chưa ấy đấy. Chưa bén lên mũi. Chưa đưa lên tận mũi đấy. Cái môi còn đưa lên tận mũi đấy. Nó mới chán. À, lấy khuôn à. Đấy. Rồi cứ ngồi quậy phá đi. Rồi sang năm này là hộ tống cho ông nhá. Sang năm cầm thì ông sai bảo cầm cái gì là cầm nhá. Đừng có cãi giả là được. Cái giả thì ăn đòn, ăn que, ăn một ít. Đấy, thế là chưa? Ừ, thế là xong cái công đoạn xếp lá nhá. Bây giờ là bắt đầu coi như thế là cho vấn đề là gạo và nhân. Cái này là mấy gạo, mấy nhân, mấy đỗ hả ông? Cái này thì ông chỉ gói cái trung bình là chỉ một miệng bát này thôi. Thì cái khuôn này nó chỉ có cỡ thế thôi. Là cái này là lót dưới này. À. Thế thành bát rưỡi gạo à? Không. Phải hai bát chứ ông nhỉ? Làm gì được quá. Ừ, cũng được bát rưỡi. À, xong bắt đầu là cho đỗ này. Đỗ vào phần dưới kìa. Đè lên gạo. Xong bắt đầu là thịt này. Thịt này gọi là thịt gì ở phần con lợn hả ông? Ba chỉ. Úi dồi ôi. Có chỗ thì nó được 4 chỉ. Ăn đến lúc luộc lên mỡ nó tan đều, nó ngấm đều trong phần nhân ấy. Ta lại cho thêm một phần đỗ nữa này. Để cho cái thịt nó nằm vào giữa này. Đấy ạ. Cái gì nhiều ấy. Hơi bị nhiều. Vì mình gói lấy mình ăn thì là mình cứ làm cho nó ăn cho nó sướng. Đấy, xong bắt đầu là một phần nữa là của miệng bát gạo nữa này. Rải lên trên này. Đấy là xong công đoạn của một cái... trong lòng của một cái bánh chưng. Sau đó bây giờ là ta sẽ vỗ cho nó vuông vắn theo cái khuôn và lót thêm một phần lá nữa ở bên trên mặt này nè, để khi coi như thế là mình luộc coi như thế hoặc mình gói vào này nó đỡ, ví dụ lá nó bé là nó không thể hở được gạo ra ngoài này.
cứ lót cho nó rộng rãi thoải mái ra nha. Lá rất nhiều để nó kín cái phần mặt bánh trưng. Trong hai cái này thì gói khoảng được bao nhiêu cái không? Gạo, đỗ, thịt. À, cho cái phần này của mình gói theo như mọi năm là cứ 8 cân gạo này thì nó tầm khoảng 24 chiếc. 24 chiếc bánh trưng. Ừ, 24 chiếc bánh trưng. Nếu mà 24 chiếc này thì ông gói khoảng tầm bao lâu thì xong được không? À, cũng thời gian cũng lâu đấy. Nếu mà một mình bây giờ là cứ tầm khoảng ngay như thế là 12 rưỡi đến 1 giờ. Ôi à, bây giờ là mấy giờ? Không tầm, bây giờ là 8 giờ, hơn 8 giờ rồi có đúng không? 9 giờ kém rồi. À đấy. Gói 3 đến 4 tiếng mới xong được 24 cái. Thế mọi người có thể nhìn thấy công đoạn gói bánh trưng rất là tỉ mỉ và làm kỹ càng, không may nó bị hở ra là đến lúc. Nói chung là cái vấn đề này là mình gói này là cái bánh trưng là mình kinh nghiệm thì là không lên gói chặt tay quá, vì để khi mình đưa vào cái xoong cái nồi mình luộc lên cái mức độ hạt gạo nó còn được lở, nghe chưa? Đúng rồi. Đấy, hạt gạo nó còn được lở ra nên cho nên là ta không lên như thế là gói chặt tay quá. Đấy mọi người chưa? Dây lạc giờ là buộc vào. Cái dây lạc này đến cơ nó sẽ có cái công dụng là cắt bánh mọi người ạ. Đấy. Xé ra để cắt bánh ra. Và cái dây lạc này nó cũng sẽ có một cái vị thơm của rùng. Đây là dây lạc này là bằng cây rùng mọi người ạ. Cái cây nó gần giống như cây tre, một đốt nó sẽ dài hơn. Đấy. Đấy là một cái. Thế là đã hoàn thiện một cái. Nhưng đây là mình gói cái vấn đề như thế này là để cho như thế là nó đẹp cái bánh trưng thôi. Thế nhưng mà khi ta luộc thì ta lại phải bó thêm nó vào thế này. Đâu để tránh cái trường hợp coi như thế là nó khi nó lở gạo ra và nó không nó phì ra nghe nhá. Thế là ta phải buộc thêm dây vào thế này. Cái này ông gói thì bao nhiêu năm rồi không? À, thì nói chung là cái vấn đề bánh trưng của Tết cổ truyền dân tộc này thì gia đình năm nào cũng phải gói. Bởi vì thế này thì nó mới là nó mới là ra cổ truyền dân tộc chứ. Bên này có gói không? À, có chứ. Có buộc. Có chứ. Phải buộc. Buộc vào. Mình làm cái nhiệm là đấy, cái gì cũng chỉ quay thôi. Quay chuyên ngón tay để quay. Cái này có phải quay đâu. Cái quay thì quay thì mọi người thì quay. Đó. Tính là một cái bánh trưng này mất nhiều. Quay cả một thế đây là mình bó vào để chứng dần là nó khi mà nó lở ra cái thì mình luộc nó lở gạo ra thì nó chỉ nằm trong cái khuôn bao thôi, nó không thể thì càng ra chín được thì chín mình phải tháo bớt. Có, lúc bây giờ tháo bớt mà mình đưa ra để lên trưng bày ấy, thì là bắt đầu tháo hết những cái lạt kia ra, chỉ còn để lại hai cái lạt thôi. Vuông chưa? Sau khi một cái bánh trưng đã được hoàn thiện. Đấy nhá. Đấy. Đây mọi người này, một cái bánh trưng đã được hoàn thiện, nó sẽ như thế này mọi người nhé. Và khi như này là chỉ còn cho vào nồi để mà luộc nữa thôi mọi người. Thì sẽ nó đi rồi. Và sau đây thì anh em mình sẽ chờ ông gói xong toàn bộ số bánh trưng này thì anh em mình sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem nhá. Giờ là cái đầu tiên. Xong rồi, lại đây. Chơi kìa, đang đi chơi kìa. Đây. Cho ông sâu cầm bánh trưng thế nào. Ôm đây. Ôm cắt đi cho quay. Không chơi. Đấy thì lát nữa mình sẽ quay lại toàn bộ mấy cái bánh trưng ông đã gói xong mọi người nhá, và cho vào nồi để nấu. Đấy, thế là thành quả xong. Chút nữa xem mấy giờ rồi? 11 rưỡi. Mới có 11 rưỡi thì ông gói chỉ tầm 2 tiếng rưỡi thôi. Đấy mọi người giờ đẹp. Đếm xem bao nhiêu cái nhá. Rồi. 26 cái không? Đấy, đưa cháu đấy. Mượn cái nào. Đây mọi người này. Rất vuông và đẹp. Vuông. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Bánh trưng. 24 gái ông bỏ hay
26 cái. Đấy. Đấy. Vừa đẹp luôn mọi người nhá. Rất đẹp luôn. Ô nhưng mà sao những cái ông lại gói đôi, những cái lại không gói đôi. Gói đôi là để lấy cắn. Để còn lạ thì cứ uống vào như thế. Tưởng là cắn đôi nào. Nào đi thôi. Đây còn cái lá này thừa cũng không vứt đi mọi người. Để lấy nồi. Để lấy nồi cho đỡ cháy. Giờ là gia đình nhà mình sẽ cầm sang bên nhà và xếp lên bếp để thổi bánh chưng. Bây giờ sẽ là cái việc xếp bánh vào để gói luộc nha mọi người nhá. Thoải mái mà. Không muốn để một bê ấy thôi. Đấy, chắc chỉ được một tầng như mấy. Đây là một quả bánh chưng. Vuông không bố? Quá vuông. Ôi giời, mới được một nửa. Chưa được một nửa ấy. À được 2 tầng ấy. Tao uống xếp cho một cái 6 cái nữa cho nó kịch hẳn vào lồi ấy. Đấy. Cỏ lồi này sâu kìa. Lồi này sâu mà. Vừa xinh, hết chưa? Hết rồi. Nửa ra ăn luôn, nửa luôn. Đây. Bây giờ là đây vung à. Cho nước vậy đấy chứ. Ôi, cái này để đến tối ông bắt hay bắt luôn bây giờ? Bắt luôn là kêu từ đó. Luôn bây giờ, từ giờ đến đêm là vừa đẹp. Là 12 tiếng là được. 12 giờ đêm là đến nửa đêm là lấy lại vặn ra đèo à. Chảy nước, chảy nước. Quẩn quẩn vào một chỗ để con đi lại. Đừng để sát cái bếp kia, quay mẹ ngược lại bình ga ra lần này thì không được đi được cái gì. Phanh lên thôi. Phanh lên đi cho nhẹ nhàng đi, không tí nước đổ vào lại nè. Rồi. Giờ là nấu đến 12 giờ hoặc 1 giờ đêm là sẽ được mọi người ạ. Không, kiểu gì 12 giờ đêm. 2 giờ đêm không bố? 12 tiếng cơ mà. Biết tầm đấy. 12 tiếng. Bảo biết hồi giờ 12 giờ. Hơn thì chắc chỉ tầm 10 tiếng. Nó phải nạch nhau 3 tiếng hồ. Cái này nó phải nhanh hơn. Nồi này là nấu bằng nồi áp suất mọi người ạ. Như là bánh chưng đã chín đều và mình không cần phải cho nước ra, cho nước vào liên tục. Nhưng mà bánh đổ nước ngập bánh nhỉ? Ngập bánh đổ, đổ cho máy. Đây nồi cũng được, chả làm sao. Quá bảy nghe mẹ thôi. Cái toang mà mình biết nó bằng được. 2 xô nữa. 2 xô nữa là đủ nhỉ? Thoải mái. Ủa nhỉ? 1 xô nữa là thoải mái. Cái kia còn ngấm nè. Bánh chưng. Ơi, bật bếp đi anh Tuyên, bật bếp đi. Cứ cho đầy đấy là được đấy ạ. Lưng lửa là được rồi. Giờ sẽ cho nước vào là xong. Chú dự đang lấy nước. Ôi, chỗ ấy được không? Rồi. Năm nay, từ bé đến giờ, năm nay là lần đầu tiên mình được xem bánh chưng nấu bằng nồi ga mọi người ạ. Cái lỗi thì nó còn chưa ngấm vào trong bánh. Nó bánh lỗi. Lỗi. Được rồi. Tí nữa. Cho tí nữa. Không, chính là sau này nó rèn bánh này. Cứ tí nước nữa. Nửa xô nước nữa thì nó còn được rồi. Đây là nước đang thì vào trong bánh mình nè. Đang thấm vào trong. Có 20 mấy cái. 26 á. Chỗ này phải để được một dàn nữa mới. 50 cái. Riêng cái này phải lấu lôi này phải lấu 50 cái. Nếu xếp cái chặt tay là lấu 50 cái. Còn cái này phải lấu lôi này phải lấu 200 cái. Lôi này mình cứ chui vào mồi là khoảng 100. Nước rất trong, nhà mình nấu bằng nước suối luôn. Nước trên rừng ấy. Nước rừng luôn ấy. Đâu vung đâu Tuyên, có đây. Làm gì ở những nơi khác mà có nước suối mà ăn được.
siêu sạch, lấy ở trên đầu nguồn, mãi trên đầu nguồn luôn. Gọi là vặn tạm vào thôi. Giờ sẽ vặn tạm để giữ vung mọi người ạ. Thế thôi, 4 gác thôi. Vặn tạm vào thôi, không cần. Vì cái này nó sôi nó quấy mà. Nó không có giòn, nó vẫn phì ra mà. Nhưng mà lúc nào nó phì ra mình cho bé lửa đi. Nhìn rất ok à. Luôn. Đây cái này chỗ thoát hơi mọi người. Đây đóng mà. Có phải để thoát hơi không bố? Không. Đóng vào chứ. Phải đóng vào chứ. Đóng chắc vào. À. Thoát hơi sao nó còn xô, nó còn đứng thật thời mềm. Cái này có độ phì. Nó có độ phì mà. À, lát nào chín thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Đây. Lửa hồng. Lửa xanh. Chưa đỏ. Đấy ạ. Giờ cứ để mày thôi. Đấy, ok mọi người nhá. Giờ đã xong. Thì cái lúc mà mình ấy bằng bếp ga ấy mọi người ạ. Mẹ mình thích nấu bằng bếp củi để cho có không khí Tết. Để Tết là trông. Vừa nãy đi chợ thì mua được hai nhánh đào rất đẹp. Đây nha, bánh trưng đấy nha mọi người nha. Đấy, ông cẩn thận nha. Giờ làm vặn nước, bỏ ra, vặn xếp bánh trưng. Xả nước. Bây giờ là mấy giờ anh Sướng? Ô chí khả năng là... Có bố xem mấy giờ cho mọi người xem à? Hơn 12 giờ. Đủ 12 tiếng. Đấy, đúng đủ 12 tiếng, không không giờ 17 nha mọi người nha. Đấy. Vô nhảy sang 18. Tí khả năng là mình thử một cái nhỉ. Đoán trước, đoán trước. Thơm mùi lá dong lắm mọi người. Thơm nhỉ, vừa mùi lá dong này, mùi gạo nếp này, mùi thơm của đỗ, mùi béo ngậy của thịt. Ăn vào thì thôi. Hết nước chấm mọi người ạ. Bây giờ đã cạn hết rồi này. Ơ cái này là cho ở đâu không? À, cho chậu cho mọi người nhá. Kia kia cho chậu cho anh Tuyên, nó bỏ chậu lên anh Tuyên. 6 lít đấy, chậu nhôm đấy. Giờ thì bố mẹ mình đã ngủ hết, để mai bố mình lái xe đi xa mọi người ạ. Cho nên là phải đi rửa luôn được. Phải rửa không? Phải rửa chứ. Rửa qua. Ừ, phải rửa đi chứ. Rửa ra chẻ hết. Đấy mọi người nhá. Nước ấy ngấm này nhỉ. Được rồi. Hay 6 cái. 6 nè. Ngót tăng cân đi, nước nó ngấm mà. Mấy gái ơi, 6 rồi không? 26 à? 26 cái thôi. 2, 4, 6, 8, 9 10 11 cầm một cái lạc ấy. 12 13 14 5 13 14 15 16 hả? 13 cầm hai cái rồi 14 chứ không để ý. Ê, cành đào mọi người. Đào Tết này, thấy chưa? 20 nhỉ? Thấy chưa? Cái lúc gói hai nó ngọt à? Khi mình luộc nên nó hồng tăng và các góc rất là đẹp luôn luôn. 23 24 các góc sẽ hồng tăng, tí ghép nó xuống rồi nó sẽ vuông hết là các góc này luôn. Còn nhiều hơn. Ơi 26 này đúng đủ chưa? 26 làm sao mà tự dưng bánh trưng đẻ thêm một cái. Chờ chí nữa. Ôi anh Tuyên rồi ông thử khanh, em có khanh được không? Đấy nha mọi người nhá. Giờ thì sẽ để ông rửa qua bánh. Thì cái video của gia đình nhà mình nấu bánh trưng Tết thì xin kết thúc tại đây. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh của cả gia đình nhà mình. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Ông chào mọi người đi. Chào mọi người nhá.